Welcome Family Smoke FC and Jerry Handsome FC. Đã được tạo ra Xavi, Võ Trường Phương khá nhanh, Xavi, Vân Hân, lực lượng tiền vệ của Jerry vào. Vừa rồi cũng không thật sự thuận lợi các bạn. Đây tiếp tục cơ hội dành cho cô Mồi. Cô Mồi làm gì đây? Cô Mồi và đi bắt đầu vào. Anh Hoàng Ribado sẽ là người sang bàn tỷ số 1. Facebook gọi đẹp play. Đó là Thanh Bình. Thanh Bình mở bóng cho chị Tám. Vào. Chào Vy. Qua vào. Thì sẽ bảo vệ và có được kết quả tốt nhất. Chào Vy. Vào. Đạt Sĩ và bên em vào. Phước Tâm, Châu Giang, Chí Tâm. Vâng, vậy là Chí Tâm sẽ có được bàn thắng dành cho câu lạc bộ Phẩm Bali. Vâng, 5-3 cũng sẽ là tỷ số chung cuộc của trận đấu giữa câu lạc bộ Phẩm Bali và Jerry. Phẩm Bali đã thể hiện đúng với sức mạnh của mình ở trong lượt đấu này. Tuy Jerry đã thi đấu kiên cường và nỗ lực nhiều trong lượt đấu thứ hai nhưng mà vẫn chưa đủ để có thể giành chiến thắng trước đội bóng mạnh của buổi tối đêm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở lượt trận đấu tiếp theo.